sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay rượu hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô ô sáng hôm nay quê tôi xa xem, cô sâu con y chang mỹ miều, cô sâu non non sung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông rể quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thấy có con đơn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Sâu non non sung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông rể quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thấy có con đơn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhắn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca
chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng mãi bên nhau cho con đầy đàn. Dọn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đóng đội tóc, này đôi guốc móc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Cặp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng mãi bên nhau cho con đầy đàn. Dọn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đóng tóc, này đôi guốc móc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Này khăn đóng đội tóc, này đôi đẹp như mơ. Nhất trai làng anh không tự hào quá, nhất gái quê em khuê cả con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mổ đen rắc lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài. Tiếng vàng đồng anh công tử giao sang, tiếng cũng vàng em cô út một xoàng. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lai rai. Trai thớt bò dê con gái thớt lợn gà. À, trai tài gái sắc đám cưới thật vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm, 50 giỏ lái rước dâu dồn ràng. À, tưng bừng pháo nổ,
Nhất trai làng anh công tử chiêu chơi, nhất gái quê em tươi má trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Giang đồng anh công tử giao sang, tiên cũng giang em cô út một xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành. Đôi trai tài gây sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lai rai. Trai thịt bò dê còn gây thịt lợn gà. Trai tài gái sắc đám cưới thật vui ghê, trăm thuyền đuôi tôm 50 giỏ lái rước dâu dồn ra. À, tưng bừng pháo nổ, bia rượu cùng nổ, tiếng trống dạt vang lên. Ăn mừng quyên ương 500 con gà trong 600 con vịt cồn. Nhất trai làng anh công tử chiêu chơi, nhất gái quê em tươi má trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui, mừng tân hôn tôi chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối xin châu câu. Cô dâu xinh sáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xinh lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng thương mến nhau dài lâu. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai thì hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sum vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai bà đang nói với thầy Tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đi làm xuôi ngang. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dẫu với trời hiền xưng lứa lại vừa đôi. Ngày nay sum hợp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xa là vui. Trăm năm chiêm tình vững bền, thương nhau thương trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau xin mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chín nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan.
trai thì hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùm vầy cho ngắt ngay trời mây. Bà hai bà đang nói với thầy Tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đi làm xuôi ngang. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, nhau với rể hiền xin lứa lại vừa đôi. Ngày nay sum hợp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xa là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau xin mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Thân mến, và ngay bây giờ đây, giờ lành đã đến, giờ tốt cũng đã điểm. Chúng tôi xin được trân trọng kính chuyển lời mời đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bậc cao niên của hai bên gia đình, toàn thể quan khách, khách quý, anh em bạn bè thân thiết. Và đặc biệt chúng ta sẽ cùng chuẩn bị hướng mắt trở về tại nhịp cầu sân khấu. Xin mời sự hiện diện của cô dâu và chú rể. Hai em sẽ sánh bước bên nhau tiến trở về tại cánh cổng hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay, để chúng ta được trở về tại nhịp cầu sân khấu để ra mắt đến hai bên gia đình. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ xin mời quý vị khách quý, chúng ta sẽ hướng sự quan tâm trở về với sân khấu để được chào đón hai nhân vật đẹp nhất của chúng ta, chú rể Bùi Phép, cô dâu Bùi Hồng. Hai bạn đang nắm chặt tay nhau di chuyển trở về lễ đài tình yêu. Và quý vị sẽ dành cho đôi bạn trẻ một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Xin mời. Đã có một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất lãng mạn vượt không gian và thời gian, đã được minh chứng một cách đủ đầy trọn vẹn tại nhịp cầu sân khấu chính. Và kính thưa quý vị thân mến, và câu chuyện tình yêu ngày hôm nay đang được gắn kết bởi hai chữ tình yêu. Và để rồi toàn thể quý vị chúng ta đang có mặt tại đây một cách trọn vẹn và đủ đầy, để chúng ta sẽ là người minh chứng, để chứng giám cho câu chuyện tình yêu chính thức được lên ngôi và trường tồn mãi mãi. Cho phép những người làm chương trình chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn, lời mời thân tình. Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về tại nhịp cầu sân khấu, để chúng ta sẽ cùng được ngắm nhìn hai gương mặt rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của hai gia đình chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu chú rể điển trai Bùi Kết, cô dâu xinh đẹp Bùi Hồng xin phép được trở về đây sẽ ra mắt đến toàn thể quý vị. Và lúc này xin mời cô dâu và chú rể nào sẽ cùng được trở về tại khán phòng hạnh phúc, được trở về bản hòa trang trọng. Hai em sẽ cùng hướng trở về cùng toàn thể quý vị, cùng nở một nụ cười thật tươi để chào đón toàn thể quan khách, anh em bạn bè thân thiết và toàn thể quý vị thông qua một cái cúi đầu thật sâu của hai em. Một tràng pháo tay thật to thật lớn ạ, để chúng ta được chúc mừng và chào đón để cùng đón nhận. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, gia đình nhà trai chúng tôi cùng với chú rể Bùi Kết xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón sự diện có mặt trở về của toàn thể các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em thân tộc nội ngoại, bà con làng xóm láng giềng và bạn bè của chú rể cô dâu. Chúng ta đã và đang có mặt tại trung tâm tiệc cưới nhà hàng Hoa Giấy trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, cho phép chúng tôi là những người vinh dự được đồng hành cùng với sự kiện hạnh phúc của chú rể cô dâu, anh Minh Hoàng cùng với Thu Trang xin được thay lời cho hai bên gia đình kính gửi tới toàn thể quan viên khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị thân mến, một cái kết rất đẹp, một cái kết hạnh phúc viên mãn chúng ta đang có mặt tại nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Đó là tiền đề tuyệt vời cho những người làm chương trình chúng tôi xin phép được trở về đây, xin phép được đồng hành cùng toàn thể quý vị, đồng hành cùng với hai bên gia đình để chúng tôi sẽ kể về một câu chuyện tình yêu đẹp. Và hai nhân vật chính của chúng ta không ai khác đâu thưa quý vị, đó chính là Bùi Kết, đó chính là Bùi Hồng, đôi con trẻ yêu thương của hai bên gia đình chúng ta. Và kính thưa quý vị, chúng ta có cảm nhận được không ạ? Ánh mắt, nụ cười, đôi môi xen lẫn cùng với một tiết trời vô cùng đẹp của những ngày giữa của mùa hè của năm 2024.
Và kính thưa quý vị thân mến, trong tình người vương vấn, cho phép những người làm chương trình một lần nữa xin được kính chúc đến quý vị chúng ta luôn có một sức khỏe, thư thái và thoải mái. Chúc quý vị chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật sự ngon miệng với đại gia đình chúng tôi. Và kính thưa với các bác, các cô, các chú hai bên gia đình, toàn thể quan khách, khách quý, anh em, bạn bè thân thiết cũng như toàn thể quý vị thân mến. Và như vậy, những nét đẹp thuần phong mỹ tục của dân tộc cổ truyền Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa để lại thì đã được hai bên gia đình của chúng ta được hoàn tất bên phía hai bên gia đình. Đó là chương trình Đại lễ Vu Quy được diễn ra thành công và tốt đẹp tại gia đình nhà gái tại quê hương thôn Cỏ Lượn, Điền Trung, Bá Thước. Và đặc biệt, cô dâu và chú rể cũng đã được tiến bước trở về bên phía tòa nhà lớn của gia đình nhà trai tại quê hương Điền Quang, Bá Thước, hoàn tất thủ tục gia tiên. Và lúc này, thưa quý vị, chúng ta đang có mặt tại trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới nhà hàng Hoa Giấy. Cho phép những người làm chương trình một lần nữa xin được thay lời cho hai bác đại diện trưởng đoàn của hai bên gia đình chúng tôi. Xin được thay lời cô dâu và chú rể cảm ơn đến toàn thể quý vị rất nhiều. Còn trong giây phút trang trọng này, những người làm chương trình chúng tôi không để quý vị chúng ta phải đợi chờ lâu hơn nữa. Chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho chú rể điển trai Bùi Kết, dành duyên của cô dâu xinh đẹp Bùi Hồng xin phép được bắt đầu. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị khách quý rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, những nụ hoa đã nở, nụ cười chính thức rạng rỡ ở trên môi, tình yêu thì đã lên ngôi, đôi bạn trẻ của chúng ta chính thức thành đôi vợ chồng. Và ngay bây giờ, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục dùng tiệc và hướng sự quan tâm trở về với lễ đài tình yêu lúc này để chúng ta sẽ được minh chứng cho những điều tuyệt vời. Và ngay bây giờ, xin mời chú rể cô dâu, hai bạn sẽ quay mặt lại với nhau, trao chọn cho nhau kỷ vật tình yêu. Đó là vòng tròn của niềm hạnh phúc. Xin mời chú rể cô dâu ạ. Thưa quý vị thân mến, chiếc vòng tròn nhỏ nhắn xinh xinh đã được chú rể của chúng ta chính thức gửi tới người mẹ để mẹ sẽ cất giữ vòng tròn này. Và ngay bây giờ xin mời mẹ của chú rể sẽ di chuyển với chiếc nhẫn tình yêu trở về sân khấu để cho hai con sẽ dành trọn cho nhau. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, chúng ta có tin vào hai chữ định mệnh không ạ? Theo chúng tôi thì định mệnh sẽ đưa chúng ta đến những nơi cần phải đến, sẽ đưa chúng ta đi những nơi cần phải đi. Bởi hai chữ định mệnh này sẽ đưa cho hai con người, hai cái tên họ sẽ được gặp nhau. Và để rồi cũng bởi hai chữ định mệnh, ngày hôm nay thưa quý vị, câu chuyện tình yêu đã chính thức được lên ngôi và trường tồn mãi mãi. Thưa quý vị thân mến, vòng tròn tình yêu, vòng tròn của niềm hạnh phúc ngay bây giờ sẽ được chú rể và cô dâu họ dành trọn cho nhau, để minh chứng lên rằng kể từ giây phút này cho mãi tận ngàn sau, chú rể và cô dâu họ sẽ chính thức đến duyên nghĩa vợ tình chồng. Xin mời chú rể Bùi Kết, em sẽ chính thức gửi trao vòng tròn đầu tiên vào ngón tay áp út của cô dâu Bùi Hồng để khẳng định với Bùi Hồng rằng anh muốn sống bên em trọn đời. Xin mời. Và kính thưa quý vị, câu chuyện tình yêu gắn kết đẹp này đang được đôi con trẻ hoặc đứa trẻ trao trọn cho nhau cập nhật cái yêu thương. Một vòng tròn tình yêu, một vòng tròn khép kín. Và với vòng tròn này có một điểm bắt đầu nhưng không bao giờ có điểm kết thúc đâu ạ. Và chính thức vòng tròn này đã gắn kết hai cái tên, hai con người Bùi Kết và Bùi Hồng chính thức nên duyên chồng vợ. Và có xứng đáng nhận của quý vị một tràng pháo tay thật to thật lớn không ạ, để chúng ta được chúc mừng hạnh phúc ạ. Thật là tuyệt vời thưa quý vị. Và họ đang khoe với toàn thể quý vị cặp vòng nhẫn cưới, họ đã trao tay. Và kể từ giây phút này họ đã chính thức được gọi nhau hai tiếng yêu thương vợ chồng. Ngay bây giờ xin mời hai em di chuyển trở về với ba tầng bánh kem phủ đầy mật ngọt để chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức cắt bánh kem tình yêu. Xin mời chú rể cô dâu. Những nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo trong lễ cưới hỏi của dân tộc Việt chúng ta sẽ được tái hiện một cách trọn vẹn và đủ đầy từ nhịp cầu sân khấu. Và lúc này, ba tầng bánh kem yêu thương đã được ban tổ chức chuẩn bị rất đẹp, kỹ lưỡng cho hai em. Nào, xin mời cô dâu và chú rể cô sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi kể từ giây phút này đây. Tầng bánh dưới cùng là nền móng cho tình yêu vững chắc của hai em. Nào, xin mời cô dâu và chú rể cùng chinh phục. Và tầng bánh kem số 2, hai bạn sẽ chính thức được cắt ra. Đó là những điều tuyệt vời, những nấc thang trên con đường đời dâu hiền rể quý sẽ phải trải qua. Tầng bánh trên cùng cho một tương lai tươi sáng, cho hạnh phúc rạng ngời. Tầng bánh mang hai chữ thiêng liêng, hai chữ vợ chồng đã được hai em, đứa con trẻ của hai bên gia đình chúng ta chinh phục thành công. Và ngay bây giờ hai bạn sẽ di chuyển trở về với tòa tháp ly tình yêu
đây chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức rót rượu champagne ngày cưới. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay như chúng tôi có nói rằng những nét đẹp thuần phong mỹ tục của dân tộc cổ truyền Việt Nam chúng ta đã được tái hiện một cách trọn vẹn. Hòa quyện với đó sẽ là những nét đẹp văn hóa có chọn lọc được du nhập từ phương Tây, và chai rượu champagne này sẽ minh chứng cho điều đó. Và xin mời cô dâu và chú rể nào sẽ cùng chuẩn bị đến với chai rượu đầu tiên. Chú rể sẽ làm sao đó để tiếng nổ vang giòn được nổi vang lên từ nhịp cầu sân khấu chính này. Xin mời. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi tiếng nổ vang giòn sẽ được nổi vang lên. Chú rể rất cẩn thận. Và lúc này xin mời cô dâu và chú rể nào cùng nâng cao lên nào để chúng ta cùng rót tràn tháp ly này. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, một con suối của tình yêu hạnh phúc đang được chen nhau đua chảy. Và tay trong tay họ đã sánh bước bên nhau để tạo nên tòa tháp ly mang năng tình yêu. Và giây phút này chúng ta đang cảm nhận được rằng một đám cưới đẹp như trong mơ, để tựa trong mây, đang chính thức được hiện diện tại lễ đài đăng quang tình yêu mang tên Bùi Kết và Bùi Hồng. Họ đang chính thức chinh phục với tòa tháp ly mang đăng của mình. Xin mời. Và chúng tôi liên tục kính mời quý vị, chúng ta sẽ thoải mái tham dự mâm bàn đại tiệc với hai bên gia đình chúng tôi, để được chúc mừng cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc. Những hình ảnh đẹp tràn đầy yêu thương, con suối của tình yêu, con suối của hạnh phúc đang để tràn trề từ căn phòng hạnh phúc ngày hôm nay thưa quý vị, hòa quyện với những làn khói trắng lung linh muôn sắc màu. Và câu chuyện tình yêu đẹp này chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chai rượu thứ hai. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, ở chai rượu số 2 sẽ là chai rượu vợ, chai rượu chồng. Chú rể và cô dâu họ sẽ chinh phục và rót lên tòa tháp ly. Sau đó xin mời hai em sẽ để lại một chút yết và chúng ta sẽ rót vào hai ly rượu giao môi ở phía dưới mà chúng tôi đã chính thức chuẩn bị. Xin mời. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tiếng nổ vang giòn sẽ được nổi vang lên từ nhịp cầu sân khấu này. Và chú rể sẽ vặn nhẹ nắp chai trước nào. Vặn nhẹ nắp chai, đúng rồi. Và số rượu đầu tiên xin mời em sẽ rót lên cặp ly yêu thương. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, đã có một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất lãng mạn vượt không gian, vượt thời gian. Và nếu thế giới này không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt, vì tình yêu đó là chân lý, là những gì tuyệt vời nhất họ sẽ được dành tặng cho nhau. Và ngày hôm nay đôi con trẻ của hai bên gia đình chúng ta, họ đã được trao trọn cho nhau cả cuộc sống này, cả cuộc đời này và cả hạnh phúc này rồi đấy ạ. Và chú rể nào, em sẽ rót ra đây cặp ly yêu thương, ly vợ và ly chồng, hai em sẽ cùng rót ra. Cô dâu cũng sẽ cùng chạm tay cùng với chú rể nào. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, và rượu đã rót đầy ly. Và xin mời quý vị quan khách ở phía dưới, chúng ta cũng vui lòng đong đầy những ly đồ uống của mình, để chúng ta sẽ cùng chuẩn bị chính thức khai tiệc cho sự kiện hạnh phúc đặc biệt của chú rể cô dâu cùng với chú rể cô dâu, cạn 100% với ly rượu mừng hạnh phúc của ngày hôm nay đi ạ. Quý vị sẽ đong đầy những ly đồ uống của mình đi ạ. Xin mời. Cho phép những người làm chương trình chúng tôi ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nâng lên cùng với cô dâu và chú rể. Xin mời em sẽ cùng khoác tay lại nào, để chúng ta sẽ cùng đến với giây phút đăng quang tuyệt vời này. Và lúc này chúng tôi xin được chính thức khai tiệc chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho chú rể Bùi Kết và cô dâu Bùi Hồng. Xin phép được bắt đầu từ đây. Xin mời. Xin chân thành cảm ơn chú rể và cô dâu rất là nhiều. Và ngay bây giờ, ban tổ chức xin mời hai em sẽ cùng nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí trang trọng của mình trước khi chúng ta sẽ đến với những nghi thức trang trọng tiếp theo. Xin mời. Ok thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những cung bậc cảm xúc yêu thương tiếp theo, tràn đầy những món quà, tràn đầy yêu thương của hai bên gia đình được trở về tại nhịp cầu sân khấu, cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin có đôi lời ngỏ cùng với toàn thể quý vị. Và kính thưa với các cụ, các bà, theo nét đẹp thuần phong mỹ tục của dân tộc cổ truyền Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa để lại. Bởi vậy thì hai bên gia đình chúng ta được hoàn tất xong với những nội dung quan trọng và ý nghĩa đến từ hai bên gia đình. Còn tại nhịp cầu sân khấu chính, trở về với trung tâm tổ chức thực hiện tiệc cưới chàng hàng hoa giấy, chúng tôi ngày hôm nay nhận được lời mời của chú rể, nhận được lời mời của trung tâm tổ chức sự kiện hoa giấy. Thì những cái làm chương trình chúng tôi có mời trở về đây, đó là MC ca sĩ Trang Đô, được trở về thay lời cảm ơn chân thành xin phép gửi đến toàn thể quý vị. Và lúc này chúng ta sẽ thoải mái tham gia mâm bàn tiệc một cách trọn vẹn, đủ đầy, ngon miệng cùng với gia đình chúng tôi, để chúng ta cùng đến với những lời cảm ơn chân thành của gia đình, đến với món quà âm nhạc đầu tiên sẽ được nổi vang lên tại nhịp cầu sân khấu, tổ khúc Mời nước mời trầu, mời rượu giao duyên xin phép gửi đến toàn thể quý vị. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe thưởng thức. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Em mời người say, yêu nhau đứng ở đằng xa, còn mắt đích lại bằng ba đường gần.
dòng tình cảm yêu thương, những lời cảm ơn chân thành của gia đình và ban tổ chức xin phép gửi đến toàn thể quý vị. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin gửi quý vị hai bên gia đình trong khoảng 10 đến 15 phút. Cho phép hai bên gia đình sẽ có những món quà yêu thương để chúc mừng cho đứa con trẻ. Nào xin mời cô dâu và chú rể nào sẽ cùng khởi thân đứng lên. Xin phép được đón nhận rất nhiều và những món quà tràn đầy yêu thương này. Với món quà đầu tiên, chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời. Đó là sự hiện diện của song thân, bố mẹ thân sinh của chú rể sẽ được tiến bước trở về với các con, trở về cùng với con trai, trở về với con dâu của bố mẹ, được dành tặng với những món quà đầu tiên, sẽ được trân trọng. Kính mời. Xin được vui mừng chào đón đấng sinh thành của chú rể sẽ cùng trở về sân khấu để dành tặng những món quà tuyệt vời cho các con nhân ngày vui hôm nay. Trân trọng kính mời các bác ạ. Ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện đồng thời cao quý tuyệt vời là sự hiện diện của tứ thân phụ mẫu ạ. Bố mẹ thân sinh của chú rể, bố mẹ thân sinh của cô dâu sẽ cùng đồng thời tiến bước trở về với các con để được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương. Xin mời. Xin được vui mừng chào đón tình cảm yêu thương đông đầy của bố mẹ hai bên gia đình sẽ cùng trở về để dành tặng quà cho các con. Xin mời các bác ạ. Vâng ạ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời song thân bố mẹ thân sinh của cô dâu cũng sẽ được tiến bước trở về ngay bây giờ để chúng ta sẽ có những hình ảnh đẹp và nhớ đến nhất một gia truyền ta của gia đình sẽ được lưu lại mối tình thông gia của hai bên gia đình ạ. Xin được trân trọng kính mời. Và ngay bây giờ đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng với hai bên gia đình đang hiện diện tại nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay là sự hiện diện đặc biệt cao quý, sự hiện diện của mối tình thông gia của hai bên gia đình. Đó là sự hiện diện của tứ thân phụ mẫu, bố mẹ hai bên gia đình ạ. Và chúng tôi mong muốn rằng quý vị chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng vỗ tay thật to thật lớn được không ạ? Để chúng ta được chúc mừng cho mối tình thông gia tuyệt vời, hữu hảo này. Và xin mời tứ thân phụ mẫu sẽ bắt đầu trao những món quà đầu tiên dành cho các con. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị thân mến, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Mà che già ôm lấy măng non, sinh con nay mới vuông tròn là đây. Và 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, và biết bao gian truân khó nhọc trong cuộc sống để nuôi con khôn lớn. Và đến ngày hôm nay, ngày hạnh phúc nhất, trang trọng nhất của hai con thì cũng đã đến. Với những người làm cha làm mẹ đang vô cùng hạnh phúc, vô cùng xúc động được trở về dành tặng với những món quà yêu thương để chúc mừng cho các con được trăm năm hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, thật đúng rằng là nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kiến công cha. Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Và đó là tất cả những gì tuyệt vời nhất, tinh túy nhất của những người làm cha làm mẹ, luôn được lo lắng, luôn được vun vén cho hai con có được hạnh phúc vẹn tròn như ngày hôm nay. Cho phép những người làm chương trình xin được thay lời cô dâu và chú rể là các con của tứ thân phụ mẫu, bố mẹ hai bên gia đình xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn. Trước tiên là đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã cho hai con có được ngày vui trọn vẹn như ngày hôm nay. Và sau đó xin được kính chúc đến tứ thân phụ mẫu, bố mẹ hai bên gia đình chúng ta luôn có một sức khỏe hạnh phúc, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn của quý vị ạ, để chúng ta chúc mừng cho đại gia đình chúng tôi một lần nữa. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Trân trọng cảm ơn bố mẹ của chú rể ạ. Và ngay bây giờ sẽ là món quà tuyệt vời đến từ bố mẹ thân sinh ra cô dâu. Xin mời các bác sẽ trao cho các con yêu của mình. Xin mời. Với những hình ảnh rất đẹp tràn đầy yêu thương, ngày xây dựng hạnh phúc gia đình riêng của các con thì những người làm cha làm mẹ đã cùng và lo lắng trong thời gian qua, đã phải bao đêm thức trắng đêm để lo chuyện cỗ bàn, lo chuyện quan khách. Và là làm sao đó cho mấy con trẻ có một chương trình đổ đầy trọn vẹn như ngày hôm nay. Chúng tôi chắc chắn một điều như vậy. Nhưng thưa quý vị, trong ngày vui trang trọng này thì những người làm cha làm mẹ, cô dì chú bác, anh chị trong gia đình chúng ta, chúng ta sẽ gác lại tất cả những nỗi lo toan đó, được mang trở về đây tất cả những tấm lòng quảng đại, được chúc mừng cho đứa con trẻ được trăm năm hạnh phúc. Đó mới là những gì tuyệt vời nhất và tuyệt vời nhất mà cô dâu và chú rể đang được đón nhận từ phía hai bên gia đình ạ. Chúng ta đang được cảm nhận những giây phút rất là hạnh phúc, đó là những
giọt nước mắt của niềm vui đong đầy. Và món quà tuyệt vời mẹ đang chính thức gửi trao cho người con gái yêu thương, cho người con rể yêu quý của bố của mẹ. Xin thay lời chú rể cô dâu trân trọng cảm ơn món quà đến từ bố mẹ hai bên gia đình rất nhiều ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, sau với những món quà của tứ thân phụ mẫu, bố mẹ hai bên gia đình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với những món quà tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuẩn bị. Đó là món quà của O Dung, đó là món quà của cháu Trẻm Phương. Xin được chuẩn bị tiến gần sẵn trở về với nhịp cầu sân khấu đi ạ. Và nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay khá là rộng, vì vậy chúng tôi sẽ mời món quà, 4 món quà sẽ được trở về một lượt. Đó là món quà của O Dung, của cháu Trẻm Phương, của anh Nhật, của anh Quý sẽ được chuẩn bị. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời món quà của O Dung, của cháu Trẻm Phương. Đồng thời sẽ là những món quà của anh Nhật, anh Quý, anh Quân, anh Giang. Thoải mái trở về cùng với cô dâu và chú rể đi ạ. Nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay rất là rộng, vì vậy chúng tôi sẽ mời 5-6 món quà trở về một lượt để chúng ta sẽ được dành tặng cho cô dâu và chú rể. Điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ có được sự quy tụ đông đủ của đại gia đình trong cùng một tấm hình. Xin được trân trọng kính mời. Mời ạ, 4 anh, đó là anh Nhật, anh Quý, anh Quân, anh Giang sẽ cùng tiến bước trở về cùng với các em. Bố cũng sẽ được tiến bước trở về với các con, được dành tặng với món quà tràn đầy yêu thương của bố đi ạ. Và sau đây sẽ là món quà của bố. Bố được trở về rất là lâu rồi, nhưng bố chưa kịp dành trao với món quà của bố dành cho các con. Xin mời bố sẽ được tiến bước trở về với các con đi ạ. Được dành tặng với những phần quà tràn đầy yêu thương này, xin được trân trọng kính mời. Đã có rất nhiều và những món quà nữa, chúng ta sẽ được liên tục trở về với nhu cầu sân khấu. Và sau những món quà của anh Quân, anh Giang sẽ là những món quà tiếp theo chúng tôi xin được vinh danh và kính mời. Đó là em Dương, đó là anh Toàn, đó là gia đình anh Diệp, Quan Sơn và em Đạt bên phía gia đình nhà trai. Xin mời ạ, với những món quà của em Dương, anh Toàn, gia đình anh Diệp, Quan Sơn, em Đạt sẽ cùng tiến bước trở về cùng với cô dâu và chú rể được dành tặng với những phần quà tiếp theo. Trân trọng kính mời những món quà mà ban tổ chức vinh danh ngay bây giờ sẽ cùng đồng hành trở về sân khấu dành tặng cho dâu hiền rể quý. Xin mời ạ. Và đó là những món quà của gia đình nhà trai chúng tôi đã mời trở về đông đủ rồi. Ngay bây giờ, so với những món quà của song thân bố mẹ thân sinh của cô dâu, bên phía gia đình nhà gái chúng tôi sẽ được vinh danh và kính mời sự hiện diện của anh chị Sơn Kiều, anh chị Đồng Quyên, chị Huyền và anh nội sẽ cùng tiến bước trở về với cô dâu và chú rể dành với những phần quà tiếp theo dành cho đôi con trẻ. Xin mời ạ. Đúng là nhà trai hăng hái thì bên gái cũng chẳng kém gì đâu phải không ạ? Xin mời những món quà đến từ phía gia đình nhà gái nhanh chóng trở về để dành tặng chú rể cô dâu đi ạ. Xin mời. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đang hiện diện trên nhịp cầu sân khấu, đó là sự hiện diện của anh chị Sơn Kiều, đó là sự hiện diện của anh chị Đồng Quyên, chị Huyền và anh nội đã được trở về chúc mừng cô dâu và chú rể với những phần quà tiếp theo. Đó là tất cả những dòng tình cảm tuyệt vời, những món quà thay cho ngả lời chúc mong muốn cho đôi con trẻ được trăm năm hạnh phúc, ấm no đến muôn đời, con đàn và cháu đống đấy ạ. Xin được cảm ơn đến với tất cả những món quà của toàn thể quý vị rất nhiều. Không biết là còn quý vị nào muốn trao quà nhưng mà tổ chức chưa kịp vinh danh và chúng ta chưa đăng ký vào tổ chức thì ngay bây giờ sẽ cùng vui lòng trở về để dành tặng cho chủ rể cô dâu của chúng tôi đi ạ. Xin mời. Kính thưa với các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như toàn thể quý vị thân mến, có lẽ rằng niềm vui và niềm hạnh phúc thì còn mãi mãi, nhưng do thời gian không cho phép thưa quý vị,
Và cũng do điều kiện nhiệt độ ngày hôm nay cũng khá là nắng nóng. Vì vậy thì cho phép người làm chương trình chúng tôi sẽ dành quỹ thời gian còn lại dành cho toàn thể quan khách, khách quý, toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ thoải mái tham dự mâm màn đại tiệc và cũng đến với những món quà âm nhạc của tất cả quý vị, toàn thể quan khách được trở về đây. Và chúng ta sẽ thoải mái trở về cùng với cô dâu và chú rể đi ạ. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký với những món quà âm nhạc đi ạ. Chúng ta được trở về đây để đăng ký cùng với ban tổ chức chúng tôi. Và xin mời cô dâu và chú rể nào sẽ được tiến bước trở về với tất cả mâm bàn tiệc của hai bên gia đình để rót ra những tuần trà tuần nước, những ly rượu thật đầy của hai em, những cái bắt tay thật tân tình để cảm ơn đến toàn thể quan khách đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình được trở về đây. Xin được trân trọng kính mời. Con đường mưa, anh vô tình nhớ một nụ cười. Đứng giữa con đường mưa, anh vô tình nhớ một vòng tay. Những kỷ niệm ngày xưa, thôi mong chờ cũng thôi hy vọng. Đã có khi tưởng như trái tim này cũng thôi mong. Rồi anh tìm thấy những nụ cười từ khi gặp em. Nhưng rồi anh tìm thấy những nụ cười cho anh niềm vui. Tạm biệt nghe những nỗi đau ơi, tạm biệt nhé nỗi nhớ một người. Vì có em anh chỉ cần một vòng tay em ôm lấy. Ngày mai anh biết nhiều hơn, niềm hạnh phúc mới đến dịu em. Cảm ơn em vì đã cho anh một tình yêu.
anh một tình yêu. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm rất nhiều. Và các quý vị thân mến, để khép lại chương trình ca nhạc ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đó là người chị gái của chú rể, chị Thu Nguyệt sẽ có một món quà âm nhạc để tặng đến tất cả quý vị. Và xin mời giọng ca của chị Thu Nguyệt. Thu Nguyệt xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Và ngày hôm nay là ngày hạnh phúc của hai em. Và chị xin chúc hai em sẽ luôn đồng hành, chia sẻ và yêu thương nhau trong cuộc sống. Và một sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, ca khúc Tàu Anh Qua Núi, xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Việt Nam theo bánh con tàu quay qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi, nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón, tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi. Nhớ thương nhau em.